Nhiệm vụ của các thí sinh là hãy sắp xếp lại các cặp từ cho đúng và phù hợp với nhau. Thí sinh nào ghép đúng và nhanh nhất sẽ có mặt ở vòng 2 của chương trình. Còn giờ đây là đề thi ở phần loại trực tiếp dành cho hai thí sinh Hiếu Trang và Hồng Trinh. Mời các em hướng lên màn hình. Cột 1 thành phố gồm Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh. Cột 2 sông gồm sông Hàn, sông Hương, sông Sài Gòn, sông Hồng. Mời các em. Và kết quả của phần thi loại trực tiếp như sau: 1D, 2B, 3A, 4C. Chúc mừng Hiếu Trang đã giành chiến thắng ở vòng thi này. Và như vậy chúng ta đã xác định được 6 thí sinh có mặt ở vòng 2, đó là các thí sinh Trần Dương Ngọc Trâm, Bùi Triệu Uyên Phương, Trịnh Mai Anh, Nguyễn Thị Thảo Minh, Vương Nhật Vi. Và thí sinh cuối cùng là Nguyễn Mai Hiếu Trang. Chúc mừng các em. Như vậy là hai thí sinh Bích Ngọc và Hồng Trinh sẽ chia tay với chương trình. Mỗi em được nhận kỷ niệm chương và phần học bổng trị giá 500.000 đồng. 6 thí sinh còn lại sẽ cùng có mặt ở vòng 2 của chương trình Tìm Người Thông Minh. Giờ đây chúng ta sẽ cùng bắt đầu vòng 2 của chương trình Tìm Người Thông Minh. Các thí sinh sẽ cùng đến với trò chơi giải mã để chọn vị trí đứng và thứ tự ưu tiên. Phần thi này tuy không tính điểm nhưng rất quan trọng, sẽ giúp các thí sinh lựa chọn được lĩnh vực mà mình yêu thích. Bộ giải mã gồm 10 số từ 0 đến 9, mỗi số ứng với các ký tự, tương tự như là bàn phím của chiếc điện thoại di động chúng ta. Ví dụ như số 2 ứng với các ký tự ABC, số 3 DEF, số 4 VHI, v.v. Ban tổ chức sẽ cung cấp cho các thí sinh dãy số cùng với phần gợi ý. Các em sẽ giải mã để tìm ra kết quả. Và xin lưu ý cùng các thí sinh, kết quả của phần giải mã phải là một từ tiếng Anh. Bây giờ là đề thi dành cho các em. Dãy số 7, 8, 6. Gợi ý: chạy. Mời các em. Đã có một thí sinh hoàn thành, 3 thí sinh hoàn thành phần giải mã, 4 thí sinh hoàn thành phần giải mã. Chúc mừng các em đã hoàn thành phần giải mã và kết quả như sau. Đó là từ run, chạy. Sau phần thi giải mã, vị trí của các thí sinh như sau. Ở vị trí số 1 là thí sinh Trần Dương Ngọc Trâm. Vị trí số 2, thí sinh Trịnh Mai Anh. Tiếp theo là Vương Nhật Vi, Bùi Triệu Uyên Phương, Nguyễn Mai Hiếu Trang và Nguyễn Thị Thảo Minh. Mời các em nhìn lên màn hình để được biết 12 lĩnh vực mà các em sẽ lựa chọn ở vòng 2 này. Mỗi thí sinh sẽ lựa chọn 2 lĩnh vực. Đó là các lĩnh vực địa lý, lịch sử, âm nhạc, thể thao, nghệ thuật, toán học, thế giới tự nhiên, văn học, tiếng Việt, kiến thức xã hội, danh nhân và thưởng thức cuộc sống. Trong 30 giây ở mỗi lần lựa chọn, các thí sinh sẽ trả lời các câu hỏi đúng ghi được 1 điểm, sai không có điểm. Và trong trường hợp gặp một câu hỏi nào quá khó không thể trả lời, các em có thể quyết định bỏ qua để đến với câu hỏi tiếp theo. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với lượt lựa chọn của thí sinh đầu tiên là Trần Dương Ngọc Trâm. Chào Trâm, là thí sinh đầu tiên lựa chọn, Trâm có hồi hộp không? Dạ, có nhưng chỉ chút xíu thôi. Chút thôi, và còn lại là sẽ cố gắng tự tin để ghi được thật nhiều điểm. Và lĩnh vực nào em sẽ lựa chọn đầu tiên? Dạ thưa, lĩnh vực đó là lĩnh vực nghệ thuật. 30 giây dành cho em, bắt đầu. Tranh sơn dầu và tranh sơn mài thì loại nào sử dụng? Sơn mài. Đúng. Cái truyền hình nào chuyên chiếu phim hoạt hình do Mỹ sản xuất? Disney Channel hay Animax? Disney Channel. Đúng. Vở cải lương được công diễn trong dịp Tết Mậu Tý tại Thành phố Hồ Chí Minh có tên là Nỏ Thần hay Chiếc Áo Thiên Nga? Chiếc Áo Thiên Nga. Đúng. Trong ca Quan Họ chỉ có đối lời, đối giọng hay có cả hai? Cả hai. Đúng. Ở Việt Nam bộ phim hoạt hình Đi Tìm Nemo được các nghệ sĩ nhóm? Đúng. Phim hoạt hình nào dẫn đầu về doanh thu trên Vô Sư Tử? Đúng. Giải thưởng của Hội Điện ảnh Việt Nam mang tên Cánh Diều Vàng hay Chuông Vàng? Cánh Diều Vàng. Đúng. Thật tuyệt vời, Ngọc Trâm đã trả lời đúng các câu hỏi ở lượt lựa chọn đầu tiên của mình. Và điểm số của em lúc này là 7 điểm. Chúc mừng em. Tiếp tục đến với lượt lựa chọn của thí sinh thứ hai, Mai Anh. Chào Mai Anh.
em nghĩ là mình cũng sẽ cố gắng để ghi được điểm số như là Ngọc Trâm không? Dạ có. Chúc em thành công. Em chọn lĩnh vực nào? Em xin chọn lĩnh vực thế giới tự nhiên. 30 giây bắt đầu. Dây dẫn điện thường được làm bằng kim loại gì? Đồng. Chính xác. Thủy tinh có thể bị cháy hay không? Không. Đúng. Cơ thể người phát triển nhanh nhất từ sơ sinh đến 3 tuổi đúng hay sai? Đúng. Chính xác. Môi trường nào giúp hạt nảy mầm thành cây con, đất ẩm hay đất khô? Bỏ qua. Đất ẩm. Tất cả các loài côn trùng đều đẻ trứng đúng hay sai? Sai. Đúng. Chính xác. Nhĩ đồng có màu xanh hay màu nâu? Màu nâu. Màu xanh. Hoa là cơ quan sinh sản của thực vật hạt tinh đúng hay sai? Chính xác. Man đã ghi được 5 điểm ở lượt lựa chọn đầu tiên của mình. Chúc mừng em. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với lượt lựa chọn của Nhật Vi. Chào Vi. Vi sẽ chọn lĩnh vực nào đây? Chọn lĩnh vực kiến thức xã hội. 30 giây bắt đầu. Tờ báo Thanh Niên đánh dấu sự ra đời báo chí cách mạng Việt Nam năm 1925, khi đó là Nhật báo hay tuần báo? Bỏ qua. Tuần báo. Bông súng nở lúc trưa, chiều hay sáng sớm? Trưa. Sáng sớm. Người Việt Nam đến mấy tuổi thì phải làm thủ tục xin cấp giấy chứng minh nhân dân? 15 hay 18? 15. Giải thưởng Kovalevskaya chỉ dành riêng cho các nhà khoa học nữ đúng hay sai? Bỏ qua. Đúng. Bông bí ta thường ăn là bông bí đực hay bông bí cái? Bông bí cái. Bông bí đực. Trong bộ răng ở người có bao nhiêu chiếc răng? 5, 4, 8 hay 20? 4. Đúng. Tại các nước phát triển lao động ở khu vực nông nghiệp hay dịch vụ đông nhất? Bỏ qua. Đó là dịch vụ. Như vậy ở lượt lựa chọn của mình, Nhật Vi ghi được 1 điểm. Hãy cố gắng lên ở lượt lựa chọn tiếp theo. Và bây giờ là lượt lựa chọn của Yên Phương. Em xin chọn âm nhạc. Lĩnh vực âm nhạc. Ca sĩ Đăng Trường có tên đầy đủ là Phạm Đăng Trường đúng hay sai? Sai. Không chính xác. Ca sĩ Nhí Xuân Nghi hiện đang cùng dẫn chương trình truyền hình nào với cô Quỳnh Hương? Bỏ qua. Bí mật gia đình. Nốt nhạc mi đứng trước nốt nào trong thang âm? Son. Pha. Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu sáng tác lời hay phổ thơ bài hát Bóng cây cơ nia? Lời. Phổ thơ. Nam ca sĩ nhạc sĩ nào là thành viên của nhóm Casino? Bỏ qua. Kiền Phương. Ca sĩ Hà Anh Tuấn học trường trung học phổ thông Lê Hồng Phong đúng hay sai? Bỏ qua. Yên Phương không có câu trả lời đúng nào ở lượt lựa chọn đầu tiên của mình. Hãy cố gắng lên ở lượt lựa chọn thứ hai em nhé. Và bây giờ chúng ta đến với lượt lựa chọn của Hiếu Trang. Chị, em xin chọn lĩnh vực tiếng Việt. 30 giây bắt đầu. Khi viết hết một đoạn văn ta cần phải làm gì? Ta cần phải chấm xuống dòng. Đúng. Thời gian lúc mặt trời gần lặn được gọi bằng từ gì? Bỏ qua. Hoàng hôn. Tìm hai từ trái nghĩa trong câu ca dao đèn mỹ thoa ngọn tỏ ngọn luôn. Bỏ qua. Tỏ luôn. Vườn hoa trong cung vua ngày xưa được gọi là vườn gì? Bỏ qua. Thượng Nguyễn. Tìm chủ ngữ trong câu hoa sầu riêng trổ vào cuối năm. Chủ ngữ là hoa sầu riêng. Đúng. Có thể dùng câu hỏi để nêu yêu cầu đề nghị hay không? Có. Chính xác. Hiếu Trang đã ghi được 3 điểm ở lượt lựa chọn đầu tiên của mình trước thời gian. Và bây giờ chắc chắn là Thảo Minh đã sẵn sàng cho lượt lựa chọn của mình rồi. Nên sẽ chọn lĩnh vực nào đây? Em xin chọn thường sức cuộc sống. Bình thường ta nên thở bằng mũi hay bằng miệng? Mũi. Đúng. Khi sử dụng xong máy tính có cần rút nguồn điện hay không? Không. Không chính xác. Vùng Lái Thiêu, Bình Dương có nhiều vườn trái cây hay nhiều trang trại cà phê? Mũi vằn có đốt người vào ban ngày hay không? Có. Chính xác. Khi ăn ổi, ăn phần vỏ giòn hay phần ruột mềm thì tốt hơn? Phần vỏ giòn. Đúng. Loại hoa nào đặc trưng cho mùa hè ở miền Nam nước ta? Hoa phượng. Đúng. Khi laser hiện dùng trong các máy DVD, VCD, CD thường có màu gì? Thảo Minh chưa ghi điểm ở câu hỏi cuối cùng. Và như vậy kết thúc lượt lựa chọn đầu tiên, em đã ghi được 4 điểm. Điểm số của các thí sinh đến thời điểm này như sau. Ở vị trí dẫn đầu là Ngọc Trâm ghi được 7 điểm, Mai Anh 5 điểm, Thảo Minh 4 điểm. Trở lại với Ngọc Trâm, có lĩnh vực còn lại trên màn hình thì Trâm sẽ chọn lĩnh vực nào đây? Ta chọn lĩnh vực doanh nhân. Về cuối đời, bác sĩ Giang Sanh trở về Pháp hay mất tại Việt Nam?
Mất tại Việt Nam. Đúng. Nguyễn Phi Thanh là cha của danh nhân văn hóa Hải. Nhạc sĩ thiên tài Mozart bắt đầu biểu diễn và soạn nhạc lúc 6 tuổi hay 16 tuổi? 6 tuổi. Đúng. Nhà bác học Pythagore nghiên cứu về toán học hay thiên văn học? Thiên văn học. Toán học. Nhắc đến James Watt, người ta nhớ đến động cơ hơi nước hay đòn bẩy? Đòn bẩy. Động cơ hơi nước. Nhạc sĩ Đỗ Nhuận hay Văn Cao có biệt danh là chàng tiêu? Đỗ Hoa. Đỗ Nhuận. Trâm đã trả lời đúng hai câu ở lượt lựa chọn tiếp theo của mình. Nơi điểm cuối trong lúc này là 9 điểm. Chúc mừng em. Tiếp theo chúng ta trở lại với lượt lựa chọn của Mai Âm. Em xin chọn lĩnh vực lịch sử. Các vua phong kiến nước ta không bao giờ lấy niên hiệu giống nhau, đúng hay sai? Sai. Chính xác. Hàng năm kỷ niệm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng cùng với ngày quốc tế phụ nữ, đúng hay sai? Sai. Không đúng. Chiến sĩ phi công Việt Nam đầu tiên bắn rơi máy bay B-52 của Mỹ là ai? Bố A. Phạm Tuân. Quận He là tên nhân dân đặt cho vị lãnh tụ khởi nghĩa nông dân nào vào thế kỷ 18? Bố A. Nguyễn Hữu Cầu. Cuộc khởi nghĩa của Lý Tý diễn ra năm 540 hay 1540? 1540. 540. Sau khi lên ngôi, Lý Nam Đế đặt kinh đô nước ta ở Cổ Loa hay ở cửa sông Tô Lịch, Hà Nội? Cổ Loa. Cửa sông Tô Lịch. Lượt lựa chọn thứ hai mang về cho Mai Anh thêm 1 điểm. Và giờ đây là lượt lựa chọn của Hồng Quy. Lựa chọn văn học. Câu chuyện cổ tích nào được đưa lên phim nhiều nhất? Cô bé Lọ Lem hay Cô bé Lọ Lem? Khăn đỏ. Đúng. Hãy đọc vế tiếp theo để hoàn thành câu tục ngữ. Năng nhặt. Bỏ qua. Chặt bị. Trường ca là một thể loại văn xuôi hay văn vần? Văn vần. Đúng. Đoạn văn mang tên Tôi đi học được sử dụng rất nhiều trong sách giáo khoa của tác giả nào? Nguyễn Hữu Ký. Không đúng. Thanh Tịnh. Tập 4 của tập truyện Harry Potter tên gì? Chí cốc lửa. Đúng. Giang huấn ca là một thể loại văn học, đúng hay sai? Văn học. À đúng. Xác. Nhật Vi đã ghi được 4 điểm ở lượt lựa chọn tiếp theo của mình. Chúc mừng em. Lượt lựa chọn tiếp theo của Yên Phương. Em chọn lĩnh vực toán học. Số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì số đó chia hết cho mấy? Bao qua. 3. 30.000 yến tầm bao nhiêu tấn? 50 tấn. 300 tấn. Hãy trả lời nhanh, 1 dm khối tương đương bao nhiêu lít? 1 lít. Đúng. 5/12 và 45/81 phân số nào là phân số tối giản? 5/12. Đúng. Hãy tìm nhanh mẫu số chung nhỏ nhất của 12 và 16. 48. Yên Phương đã ghi được 2 điểm ở lượt lựa chọn này. Còn hai lĩnh vực, con lựa chọn những thứ nào đây? Em sẽ chọn lĩnh vực địa lý. Đường biên giới đất liền của nước ta nhiều hơn hay ít hơn 3.000 km? Nhiều hơn. Đúng. Ở nước ta vào mùa khô thường có gió mùa đông bắc hay tây nam? Tây nam. Đông bắc. Ngọn núi cao nhất Đông Nam Á thuộc Việt Nam hay Malaysia? Malaysia. Đúng. Mỹ Tho là thành phố thuộc tỉnh nào, Tiền Giang hay Bến Tre? Tiền Giang. Đúng. Tỉnh nào của nước ta ba mặt đều giáp biển, Cà Mau hay Phú Yên? Cà Mau. Đúng. Nước ta có đường biên giới chung với Thái Lan hay không? Không. Chính xác. Việt Nam là ở đông hay tây bán cầu? Đông. Chính xác. Thật tuyệt vời, Hiếu Trang đã ghi được 6 điểm ở lượt lựa chọn thứ hai của mình. Còn lại một lượt lựa chọn cuối cùng của Thảo Minh, lĩnh vực thể thao. Quyền Anh hiện nay có dành cho nữ không? Có. Chính xác. SEA Games được tổ chức mấy năm một lần? Năm. Hai năm. Muhammad Ali là vận động viên nổi tiếng môn thể thao nào? Quyền Anh. Có bao nhiêu kiểu bơi cơ bản sử dụng trong thi đấu? 4 hay 5? Chính xác. Một hiệp của trận bóng đá chính thức dài bao nhiêu phút? Bỏ qua. 45 phút. Biểu tượng vui của SEA Games 23 tổ chức tại Việt Nam là con vật gì? Bỏ qua. Trâu vàng. Chặng cuối trong cuộc đua xe đạp của truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh hàng năm là chặng nào? Bảo Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh. Thảo Minh đã ghi được 2 điểm ở lượt lựa chọn thứ hai. Điểm số cho nước này là 6 điểm. Chúng ta hãy cùng nhìn lên màn hình. Bảng điểm đã có sự thay đổi. Vị trí dẫn đầu thì vẫn không thay đổi là Ngọc Trâm và Hiếu Trang. Vị trí tiếp theo thuộc về hai thí sinh đồng 6 điểm, Mai Anh và Thảo Minh. Và như vậy hai thí sinh Nhật Vi và Uyên Phương sẽ chia tay với chương trình. Hai thí sinh Mai Anh và Thảo Minh sẽ cùng tiếp tục đến với trò chơi ghép đáp án để chọn ra một thí sinh
cùng với Ngọc Trâm và Hiếu Trang có mặt ở vòng 3. Hình thức ghép đáp án cũng không có gì khác hơn so với vòng 2, cũng sẽ hai cặp từ tương ứng với nhau đã bị xáo trộn. Các em sẽ nhìn lên màn hình để cùng được biết đề thi dành cho mình. Cột 1, thủ đô gồm Hà Nội, Viêng Chăn, Bangkok, Phnom Penh. Cột 2, quốc gia gồm Lào, Campuchia, Việt Nam, Thái Lan. Mời các em. Đáp án của phần thi ghép đáp án như sau. 1C, 2A, 3D và 4B. Và thí sinh đã chiến thắng ở trò chơi ghép đáp án đó là Trịnh Mai Anh. Chúc mừng em. Như vậy chúng ta đã xác định được ba thí sinh có mặt ở phần 2, đó là Hiếu Trang, Ngọc Trâm và Mai Anh. Như vậy các thí sinh Nhật Vi, Uyên Phương và Thảo Minh sẽ chia tay với chương trình. Mỗi em được nhận kỷ niệm chương và phần học bổng trị giá 500.000 đồng. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục ủng hộ ba thí sinh còn lại đến với vòng 3 của chương trình Tìm Người Thông Minh. Quý vị, các bạn và các em thiếu nhi thân mến, chúng ta đang cùng đến với vòng 3 của chương trình Tìm Người Thông Minh. Để bắt đầu vòng 3 cũng sẽ là trò chơi giải mã dành đến các thí sinh chọn ra vị trí đứng và thứ tự ưu tiên của các em. Và bây giờ là đề thi giải mã dành cho các em. Dãy số 8322437. Gợi ý thầy cô. Mời các em. Đã có một thí sinh, hai thí sinh thành công ở phần giải mã. Và như vậy kết quả giải mã của chúng ta như sau, đó là từ teacher, thầy cô. Phần thi giải mã đã giúp chúng ta xác định được vị trí của các thí sinh ở vòng 3. Vị trí số 1 là Trần Dương Ngọc Trâm, vị trí số 2 Trịnh Mai Anh, vị trí số 3 Nguyễn Mai Hiếu Trang. Ở vòng 3, màn hình sẽ hiển thị 36 ô ứng với 36 câu hỏi. Trong đó có 6 câu hỏi ở mức độ khó, mỗi câu 3 điểm. 6 câu hỏi ở mức độ vừa, mỗi câu 2 điểm. Còn lại là 24 câu dễ, mỗi câu 1 điểm. Các thí sinh sẽ lần lượt lựa chọn và trả lời 5 câu hỏi. Thời gian tối đa của mỗi câu là 10 giây. Nếu như chọn và trả lời đúng liên tiếp 5 câu trong cùng một hàng, hàng dọc, hàng ngang hoặc hàng chéo, thì ngoài số điểm ghi được ở từng câu, các em còn được cộng thêm 5 điểm ở vòng thi này. Lựa chọn của mỗi thí sinh ứng với một màu sắc cụ thể. Thí sinh Ngọc Trâm màu đỏ, Mai Anh màu vàng và Hiếu Trang màu xanh. Lựa chọn đầu tiên của chúng ta thuộc về thí sinh Ngọc Trâm. Chào Trâm, là lúc rảnh thì Trâm thường làm gì? Lúc rảnh thì Trâm thường lái mẹ chở Trâm đi bơi. Trâm thích đi bơi đúng không? Dạ. Và Trâm sau này thì Trâm muốn là mình sẽ làm nghề gì? Trâm muốn mình làm nghề người mẫu. Muốn làm một người mẫu? Mong em sẽ thực hiện được ước mơ. Còn bây giờ thì Trâm chọn câu hỏi nào đầu tiên đây? Câu hỏi của Trâm là câu hỏi số 3. Một câu hỏi ở mức độ khó. Các địa danh sau đây thuộc địa phương nào của nước ta? Nhà Lao Cây Dừ, suối Đá Bàn, suối Trâm. Trâm có câu trả lời không? Dạ không. Những địa danh vừa kể trên thuộc Phú Quốc, Kiên Giang. Chúng ta sẽ tiếp tục với lượt lựa chọn của Mai Anh. Ở trường thì chị Thảo được biết Mai Anh là lớp trưởng đúng không? Dạ đúng. Khi mà phải thể hiện một vấn đề gì đó trước lớp thì em có run không? Dạ, hơi run. Thế thì tại sao các bạn bình chọn em là lớp trưởng nè? Dạ, tại vì em cao nhất lớp với lại là... Cao nhất lớp. Dạ. Và có một thành tích học tập cũng đáng nể lắm đúng không? Dạ đúng. Em mong muốn sau này mình sẽ làm nghề gì? Em mong muốn sau này mình sẽ được làm tiếp viên không? Chúc em thành công với ước mơ rất đẹp của mình. Và bây giờ là câu hỏi đầu tiên dành đến em. Em xin chọn ngôi số 13. Một câu hỏi cũng ở mức độ khó. Câu hỏi dành cho Mai Anh. Các thực vật rêu, dương sĩ, mộc tặc, địa tiền và các hạt trần được gọi chung là loại thực vật gì?
có câu trả lời không? Dạ không. Chúng được gọi chung là thực vật không có hoa. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với lượt lựa chọn của thí sinh thứ ba là Hiếu Trang. Chào Trang. Dạ em chào chị. Lúc rảnh rỗi thì Trang thường làm gì? Dạ em thường xem tivi hoặc là chơi một cái gì đó giải trí giống như là nhảy dây. Lớn lên thì Trang thích làm nghề gì? Dạ em muốn làm một diễn viên thật là nổi tiếng. Một diễn viên nổi tiếng. Và hy vọng là em sẽ thực hiện được mơ ước mơ của mình. Chúng ta sẽ có một cô diễn viên thật là dễ thương trong tương lai. Và giờ đây là lượt lựa chọn câu hỏi đầu tiên của em. Em xin chọn câu hỏi số 10. Một câu hỏi ở mức độ vừa. Trả lời đúng em sẽ ghi được 2 điểm. Tên của người thanh niên yêu nước được đặt cho một phường ở quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Trần Cao Vân. Câu trả lời của em chưa chính xác. Đó là Nguyễn Thái Bình. Ở lượt lựa chọn đầu tiên, cả ba thí sinh đều chưa ghi được điểm. Mong rằng quý vị khán giả hãy ủng hộ thật nồng nhiệt cho các thí sinh thêm tự tin và bình tĩnh ở những lượt lựa chọn tiếp theo. Trở lại với Ngọc Trâm. Em chọn câu số 21. Cây bao báp là loại cây chỉ tìm thấy ở châu lục nào? Châu Mỹ. Em trả lời là châu Mỹ. Châu Mỹ. Câu trả lời này chưa chính xác. Rất tiếc cho Ngọc Trâm. Tiếp tục là lượt lựa chọn của Mai Anh. Em xin chọn câu hỏi số 19. Giai đoạn nào nguy hiểm nhất trong cuộc đời rùa biển? Rùa con mới nở hay giai đoạn trưởng thành chuẩn bị sinh sản? Rùa con mới nở. Một điểm dành đến em. Xin mời Hiếu Trang. Chọn câu hỏi số 35. Ở kỷ Jura cách đây khoảng 150 triệu năm, loài nào thống trị trái đất? Một loài vật rất to lớn đó là khủng long. Chúng ta trở lại với lượt lựa chọn của Ngọc Trâm. Em chọn câu hỏi số 36. Phụng và Thuận là những nhân vật chính trong bộ phim truyền hình nào? Dạ, có phải là bộ phim Gọi Giấc Mơ Về. Em đã có một câu trả lời chính xác. Tiếp theo, mời Mai Anh. Em xin chọn câu hỏi số 1. Các con búp bê dân gian Tò He được nặng bằng bột nếp hay đất sét? Được nặng bằng bột nếp. Hoàn toàn chính xác. Chúc mừng em. Quý cha có chọn câu hỏi nào đây? Em xin chọn câu hỏi số 12. Bài hát nào mở đầu bằng câu "Em sẽ là mùa xuân của mẹ"? Đó là bài "Em là hoa hồng nhỏ". Em đã ghi được một điểm với câu trả lời của mình. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng được biết điểm số của các thí sinh sau ba lượt lựa chọn vừa rồi. Đang tạm ở vị trí dẫn đầu ghi được 2 điểm là Mai Anh, cùng ghi được 1 điểm là Ngọc Trâm và Hiếu Trang. Tiếp tục trở lại với lượt lựa chọn thứ tư của Ngọc Trâm. Em sẽ chọn câu số 34. Trả lời đúng em sẽ vươn lên vị trí dẫn đầu. Kể tên một loại cá nước ngọt có thể sống được ở biển. Cá hồi. Em đã ghi được 3 điểm với câu trả lời rất nhanh của mình. Chúc mừng em. Vì đây là lượt lựa chọn của Mai Anh. Mai Anh đang còn cách Ngọc Trâm 2 điểm. Em xin chọn câu hỏi số 13. Để phòng tránh các chứng bệnh bướu cổ và đần độn, người ta khuyến cáo sử dụng sản phẩm gì? Muối. Muối iốt. Chính xác, em ghi thêm được 3 điểm cho mình. Chúc mừng em. Mời Hiếu Trang chọn câu hỏi tiếp theo. Dạ con xin chọn câu hỏi số 24. Ai là người lãnh đạo cuộc cách mạng Tân Hợi năm 1911 ở Trung Quốc?
Trang có câu trả lời không? Dạ không. Nhân vật đó là Tôn Trung Sơn hay còn gọi là Tôn Giật Tiên. Kết thúc lượt lựa chọn thứ tư, điểm số của các thí sinh lúc này như sau. Bảng điểm vẫn chưa có sự thay đổi, Mai Anh vẫn đang tạm dẫn đầu, tiếp theo là Ngọc Trâm và Hiếu Trang. Lượt lựa chọn cuối cùng rất quan trọng, sẽ quyết định điểm số chung cuộc của các thí sinh. Mời Ngọc Trâm. Em chọn câu số 10. Cả hoạt động cơ bắp và tư duy của con người đều bị chi phối bởi bộ phận nào? Bởi bộ phận não bộ. Não bộ, hoàn toàn chính xác, chúc mừng em. Và giờ đây là lượt lựa chọn của Mai Anh. Em xin chọn câu hỏi số 7. Ở Việt Nam, dù hay còn gọi là ô, chủ yếu dùng để che mưa hay che nắng? Che mưa. Theo em thì dù dùng để che mưa. Người ta thường nghĩ dù dùng để che mưa, nhưng ở Việt Nam người ta lại chủ yếu dùng dù để che nắng. Mai Anh chưa ghi được điểm với câu trả lời này của mình. Kỳ. Còn lại lượt lựa chọn cuối cùng của Hiếu Trang. Trang hãy cố gắng lên nhé. Con xin chọn câu hỏi số 15. Một câu hỏi ở mức độ vừa. Trả lời đúng thì Trang sẽ ghi được 2 điểm. Kim loại nào chỉ mới được con người sử dụng gần đây? Vàng, sắt hay nhôm? Sắt. Có một kim loại được sử dụng sau sắt, đó là nhôm. Và tiếng chuông vừa rồi báo hiệu cho chúng ta biết rằng vòng 3 đã kết thúc. Hãy cùng nhìn lên màn hình để thấy rằng bảng điểm đã có sự thay đổi. Ở vị trí dẫn đầu giờ đây là thí sinh Ngọc Trâm. Em ghi được 6 điểm và em giành giải nhất của chương trình hôm nay. Chúc mừng em. Giải nhì của chương trình là Mai Anh, em ghi được 5 điểm. Và Hiếu Trang, em đã nhận được giải 3 của chương trình ngày hôm nay. Chúc mừng em. Đã thể hiện rất xuất sắc trong chương trình. Em nhận được phần học bổng trị giá 2 triệu đồng. Mai Anh cũng vậy, em ra về với một phần học bổng trị giá 1.500.000 đồng. Chúc mừng em. Cảm ơn cô bé Hiếu Trang dễ thương đã đến tham dự chương trình này. Chúc em sẽ trở thành một diễn viên như em mong muốn. Em nhận được phần học bổng trị giá 1 triệu đồng. Ngoài ra các thí sinh còn nhận được kỷ niệm chương của ban tổ chức chương trình. Chúng ta sẽ gặp lại hai thí sinh Ngọc Trâm và Mai Anh trong cuộc thi bán kết của chương trình Tìm Người Thông Minh. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Mesa thực hiện, được phát sóng vào lúc 18:15 thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau.